Thưa anh chị và các bạn, thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành test chất lượng karaoke của dòng sản phẩm JBL Array 442 anh chị nhé. Thì chúng tôi vừa đổi vị trí cái loa một chút xíu anh chị nhé, để mà tránh trường hợp chúng ta ngồi trước loa thì sẽ tạo ra âm thanh nó bị hú. Nên là thử và anh chị và các bạn, chúng ta khi mua sản phẩm của chúng tôi về cũng vậy, chúng ta phải ngồi đúng cách nha. Nếu không ngồi đúng cách mà cứ ngồi trước mặt loa thì sẽ tạo ra âm thanh hú nha anh chị nhé. Giống như tôi ngồi bây giờ thì hiện tại thì không có âm thanh bị hú và nghe cái nhạc phát ra cũng rất là hay. Và bây giờ mời anh chị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm một bài hát karaoke nha anh chị nha. Một bài hát mà lần đầu tiên tôi hát, rất có thể là nó không hay nhưng mà cái loa nó hay nha anh chị nha. Rồi, vô. Xin em đừng khóc vô quy. Sáng tác Minh Phương. Trình bày ca sĩ Bất Đắc Dĩ Lê. Lê 1, 2. Đừng nhìn nhau chi mà huyên lệ bờ mi. Tình dù chưa phai không tránh được tư ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ. Tình hai chúng ta lẽ nào vội pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi. Loa hay quá, chỉ có người hát là dở thôi. Để em ráng luyện vài lần cho anh chị nghe nha. Khoảng 3 lần nữa là hát hay thôi. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi. Tình dù chưa phai kiếp sau.
khen thôi. Kiếm bài đó nha. Quốc bài đó đi. Ân đoạn nghĩa tuyệt, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, trình bày ca sĩ Phúc Đắc Dị. Bài này hát sao trời trời. Hồng trao nhau vui rồi bình biệt người ơi. Cái gì cũng hay hết. Và anh chị và các bạn thì chúng ta cũng đã được trải nghiệm qua cái chất lượng karaoke thực tế của dòng sản phẩm JBL Array 442 anh chị nhé. Thì sản phẩm này chúng tôi cũng đã review ở ngoài trời rồi. Thì chúng tôi sẽ để lại những cái đường link ở bên dưới cho anh chị và các bạn chúng ta xem cái bản test nhạc ở ngoài trời cũng như hát karaoke ở ngoài trời nha anh chị nhé. Thì ở trong phòng thì chúng tôi mong muốn là đem lại cái âm thanh thực tế nhất và chất lượng nhất cho anh chị và các bạn chúng ta nghe thử, để cho quý khách hàng nào chúng ta ở xa không có điều kiện tới thành phố Hồ Chí Minh để mà xem sản phẩm của chúng tôi thì có thể là xem qua YouTube chẳng hạn. Một nữa thì xin cảm ơn anh chị và các bạn chúng ta đã quan tâm theo dõi video review của chúng tôi. Nếu thấy hay và ích thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh cũng như là bấm cái nút like video này để mà ủng hộ cho tôi nha. Hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo.